Xin chào anh em, hiện tại là mình đang ở chương trình tuyển chọn đội bóng Kun Siêu Phàm tại Hà Nội. Và hôm nay có rất là nhiều các bạn nhỏ đã tới đây và sẽ tham dự vòng tuyển chọn này. Và mình sẽ có những cái hướng dẫn, những cái kỹ thuật để các bạn có thể tập luyện và cải thiện kỹ năng đó tại nhà, và để phát triển kỹ năng bóng đá của bản thân mình và tham dự những cuộc thi như tuyển chọn đội bóng Kun Siêu Phàm như thế này. Và cùng mình, theo chân mình đi gặp các bạn và tập luyện nha. Con tên gì? Cái gì Đăng nè? Nguyễn Ngọc Hải Đăng. Nguyễn Ngọc Hải Đăng, con bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Rồi con tập banh bao lâu rồi? Lúc 3 tuổi. Tập banh từ 3 tuổi tới giờ 8 tuổi là tập banh được 5 năm rồi. Hay vậy ta? Thách đấu từng bóng nè. Từng bóng được như chú không nè. Coi nha. Từng được không? Từng được không? Từng được giống vậy không? Rồi, ok. Chơi nha. Hay quá. Được mạnh hai chân rất là hay. Rất nhẹ nhàng. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 cái nha. 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Ok, tuyệt vời. Hay quá. Đặt vài cái nào. Yeah. Thích cầu thủ nào? Không biết. Ronaldo. Ok, Ronaldo. Ronaldo có skill cũng khá là hay ho. Elastico. Làm được không? Elastico. Ghê, hay đó. Tuyệt vời. Rồi, cũng là Elastico luôn, làm ngược lại xíu. Được không? 3, 2, 1. Yeah. Ok. Giờ cũng reverse Elastico đó luôn. Làm phía sau lưng. Đây. Được không? Ok, chơi nha. Rồi, bị sai rồi. Rồi, để hướng dẫn kỹ lại nha. Tên động tác này tên là Hocus Focus. Mình đặt chủ ở đây. Bóng nó hơi gần chân phía này ha. Rồi, thử 3, 2, 1. Ok, rồi, xong. Cái thứ hai. Cái hai. Mình sẽ đá mày qua đây. Chân này trụ mày giữ nguyên, người giữ thẳng. Rồi, thử nha. Ok, đúng rồi. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba. Cái thứ ba ha. Ra. Đá ngược lại. Rồi, thử nha, đá ngược lại. Ra, đá ngược, ok. Rồi, thấy dễ không? Làm thử lần nha. Rồi, 3, 2, 1. Yeah, lần nữa. Vẫn chưa hoàn hảo lắm. Đá là phải bóng phải bay ngược lại mới hoàn hảo. Ok, chơi. Yeah. Thấy dễ không? Dễ, nhớ về tập luyện nha. Tập luyện mỗi ngày để phát triển kỹ năng bóng đá của mình. Cuộc thi thì tốt nha. Cảm ơn, bye bye. Con tên gì? Con tên Nguyễn Xuân Minh. Nguyễn Xuân Minh. Vâng. Đúng không? Con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 11 tuổi ạ. 11 tuổi hả? À? Vâng. À, con tập banh từ lúc nào? Tập banh từ hồi con 4 tuổi. Từ hồi con 4 tuổi. Dạ. Vâng. Yeah, là bây giờ 11 là 6 tuổi. 6 năm rồi. Biết động tác đó không? Động tác tên là The Roll Job. Neymar rất thường hay sử dụng. Chân phải này. Chân trái này. Rồi. Làm thử coi, làm được không? 3, 2, 1, action. Yeah, cũng khá là tốt. Tiếp lần nữa, chân bên kia. 3, 2, 1, chân trái nào. Ok, cũng khá là nhẹ nhàng và dễ dàng. Rồi, thôi thấy động tác Neymar này thì cũng khá dễ dàng. Rồi, nhưng mà có một cái kỹ năng này của Neymar nữa. Mà cũng theo này, chú thấy Neymar rất hay làm. Đây, kéo bóng về, gặp qua. Ha, động tác này của Neymar. Kéo bóng, gặp qua. Thử ra, được không? 3, 2, 1, action. Rồi. Cũng được, nhưng mà bị thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì đó thì nó là như vậy nha. Kéo bóng ra, hơi nghiêng người qua đây. Xong rồi, đây, đá ngược lại. Lần nữa. 3, 2, 1, kéo dâm về. Rồi, đá qua. Rồi, liền, không nhấp giữa. 3, 2, 1. Ok. Là một skill nào nữa của Neymar không nhỉ? Rồi, Neymar nó cũng có một skill là gọi là Rap Bass. Ok, nè, bước 1 đặt chân thuận lên quả bóng, chân cách một khoảng như thế này. Bước 2 kéo làm sao vẫn giữ thân người. Bước 3 đẩy qua cái này, chuyển thân người qua, chỉ thân người qua di chuyển thôi. Rồi thử nha, 3, 2, 1 chơi. Ok, đá nhẹ và chuyển thân người, đá nhẹ và chuyển thân người, chuyển ngang qua, xéo qua. Rồi,
Với cái nữa là chân nó sẽ chân cái bóng từ di chuyển này và ra phía sau lưng, chân trụ độc rộng ra ngoài này tí xíu. Rồi, làm lại nha. 3 2 1 chơi. Ok, rồi di chuyển theo, làm lại di chuyển theo. 3 2 1 action. Yeah. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn con. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Sút chai bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tán tốt hết sức dâng lên cao nào. Cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào. Nãy thấy thi tốt quá. Con tên gì? Tên Phúc ạ. Phúc hả? Là gì Phúc nhỉ? Nhưng mà Phúc á. Con muốn tập skill bóng đá không? Có. Thích cầu thủ nào nhất? Ronaldo hả? Ok. Pedro Mena and Chop. Lại nha. Pedro Mena and Chop. Rồi, thử không? Rồi, động tác này làm đơn giản lắm. Chỉ là một cái Pedro Mena. Giữ ống lại nha. Làm thử đó. Pedro Mena. Ok, đúng rồi. Rồi, sau cái Pedro Mena đó thì mình sẽ làm cái The Chop nha. Ok, thử nha. 3, 2, 1. Ok. Yeah. Rồi. Nó bị một cái lỗi. Một cái lỗi là cái the chop đó, cái the chop Rondo là nó là vậy đúng không? Còn cái the chop này của Rondo là nó sẽ ha, hai cái ha, một cái lòng bên chân thuận và một cái lòng bên chân nghịch. Rồi. Ok. Yeah. Hay quá. Thấy dễ không? Dễ thì cố gắng về nhà tập luyện tốt hơn để nâng cao kỹ năng của mình. Con đến từ đâu? Vĩnh Phúc á. Vĩnh Phúc hả? Vĩnh Phúc cách Hà Nội xa không? Xa. Xa. Vậy con lên đây từ lúc nào? Lên đây từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng đó giờ. Wow, rất là đam mê. Là ai chở con lên? Bố con. Bố con hả? Bố con ngồi đâu vậy? Ngồi anh kia. Ok. Rồi ok, cảm ơn con. Trở lại với bố nha. Rồi lát nữa thi tốt vòng 2. Một bạn trẻ có kỹ năng cũng rất là tốt, hướng dẫn cho bạn làm kỹ thuật Ronaldo, làm cái làm được ngay luôn, rất là tuyệt vời. Nếu các bạn thấy bạn Phúc này hay thì nhớ like cho biết này nha. Rồi giờ mình tiếp tục đi hướng dẫn các bạn khác vô. Nãy chưa thấy con thi tốt quá, không biết là con tập bóng đá lâu chưa? Tập bóng đá lâu rồi ạ. Lâu rồi hả? Con tên gì nhỉ? Con tên Trần Tuấn Minh ạ. Trần Tuấn Minh hả? Con bao nhiêu tuổi? Con 9 tuổi ạ. 9 tuổi hả? Wow, thấy vóc dáng rất là phong thái giống như cầu thủ chuyên nghiệp vậy á. Chú có một kỹ năng hướng dẫn con, một kỹ năng rơi bóng thì cũng là chú cũng hay làm, không biết con làm được không hay nha. Chú làm thử cho em, con xem thử nha. Đây 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 đây, được không? Thử rồi chưa hướng dẫn chỉ ok chưa hướng dẫn nhưng mà làm thử cho xem coi làm được không nha. Ok, wow. Làm lại cái sai nãy thôi nha. Rồi, banh nằm ngoài đây đi. Đưa banh vào đây. Rồi, vừa con vừa mới kéo gầm xong. Rồi, giờ 1, 2, 3 còn nhảy qua. Nhảy qua sao? Ok, rồi kéo về, đẩy lên kia. Đúng rồi, 3, 2, 1. Gắt. Wow, tuyệt vời. Chúc mừng con đã hoàn thành động tác. Con cố gắng tập luyện động tác này để lát nữa tham gia những cái trận đấu sắp tới thật tốt nha. Chúc con thi đấu thật tốt. Bye bye. Ok. Rồi. Lại đây xíu nè. Con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Phú Hoàng. Nguyễn Phú Hoàng. Ok, nãy chú thấy con có một động tác Atletico cũng khá hay. Thì con làm lại chú xem nữa. Hồi nãy mới thấy làm. Rất là chưa ngon lắm đúng không? Ok, cứ làm đi. Ok. Rồi.
Thật ra con biết lý do tại sao con làm chưa nó chưa được nè lắm không? Chân không dẻo. Rồi, tại vì hơi gấp là sao? Là elliptical là động tác mình đẩy qua đây và mình đẩy ngược về, đẩy qua trái, mình đẩy ngược về, đẩy qua trái xong mình đẩy ngược về. Còn con là bị gấp là cứ vậy vậy. Còn chỉ lắc cổ chân thôi. Là nó không hẳn là elliptical, nó không phải là chỉ là lắc cổ chân không, mà còn là đã đẩy cái chân mình ra phía trước và gặp ngược về. Đây, đây. Nó thường nó sẽ rõ ràng, mình sẽ thấy được hai chạm. Một chạm qua trái và một chạm qua phải. Rồi con làm thử nha, làm chậm thôi. Chạm trái, chạm phải, một chân thôi. Trái, đó, ok. Rồi chú ý về đặt chân trụ của con thì đặt bị xa bóng quá và bị thấp quá. Thường elliptical sẽ đặt xéo như thế này. Rồi đẩy nó xéo ngang qua, xéo về. Chứ con đặt chân ở đây con sẽ không làm được elliptical. Nha. Đặt chân đây sẽ không làm được elliptical này. Còn phải đặt đây thì nó mới làm được ha. Đây. Đây, đây. Rồi con làm lại thử nha. Elliptical 3 2 1. Yeah, thấy dễ dàng hơn chưa? Tốt hơn không? Tốt hơn. Dạ, ứng dụng được nhiều hơn. Lát nữa con sẽ thi đấu bên kia và hy vọng là con sẽ ứng dụng được cái động tác elliptical này hoàn thiện hơn lúc nãy nha. Vâng. Chúc con thi tốt. Cảm ơn. Con tên gì? Con tên Nguyễn Vũ Khánh. Nguyễn Vũ Khánh hả? Hồi nãy chú thấy con có bộ pha dứt bóng Rainbow Split rất hay. Con thể làm cho chú coi không? Ok, thử nha. 3, 2, 1. Wow, tuyệt vời. Yeah. Từ bóng cũng rất là tốt này. Rồi, thật ra làm quả Rainbow Split nó cũng chưa thật sự là smooth lắm. Thì con biết lý do tại sao con bị vậy không? Con tập nhiều. À, con làm Rainbow Split con đừng dắt bóng tới và làm, mà con dừng bóng lại, con kéo về và làm ha. Hồi nãy con là đang dắt bóng tới con làm đúng không? Còn bây giờ mình ha, kéo bóng về à. Rồi, yeah, đúng rồi. Hay quá. Chậm thôi. Kéo bóng về rồi làm 3, 2, 1, action. Rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Kéo bóng lui về. Rồi, làm. Wow. Tuyệt vời. Thấy khá hơn chưa? Khá hơn rồi, thì tập luyện thêm nha. Rồi, chúc con thi đấu thật tốt. Bye bye. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên đất con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah. Từng bay lên cao đi papa bự, sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng. Chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến công vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùn luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùn nào? Từng mạnh lên nữa đi. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng.
không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng, bàn thắng sẽ mang về chiến trường vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào? Kết thúc sự kiện Kunta Hà Nội, mình đã gặp rất là nhiều các bạn trẻ rất là đam mê và tài năng trong việc tập luyện bóng đá. Và mình cũng có những cái chia sẻ, gặp gỡ để hướng dẫn cho các bạn có cải thiện và tự tập luyện những kỹ năng của mình tốt hơn, tuyệt vời hơn. Nếu anh em muốn mình đi đến nơi nào và hướng dẫn cho các bạn những kỹ năng gì, có thể comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu anh em thấy video clip này hay, đừng quên like và subscribe channel YouTube của mình. Mình sẽ còn là đi rất là nhiều nơi và làm những cái video clip hướng dẫn như thế này để giúp cho tất cả mọi người có thể cải thiện được các kỹ năng bóng đá của mình. Mình là Phạm Trung Thi, xin chào và hẹn gặp lại.